Chào các em, hôm nay chúng ta ôn tập về bài mạch điện xoay chiều chỉ chứa một phần tử. Chúng ta sẽ xét từng mạch điện một chứa điện trở hay cuộn cảm hay tụ điện. Chúng ta lưu ý cuộn cảm ở đây ta chỉ xét cuộn dây thuần cảm, tức là chúng ta chỉ xét tới độ tự cảm của cuộn dây, chứ ta không xét cái điện trở trong của nó. Tôi nhắc lại, khi dòng điện xoay chiều chạy qua các thiết bị thì tác dụng của nó sẽ như thế nào nhé? Đối với điện trở thì cả dòng điện xoay chiều và một chiều đều có tác dụng làm cho điện trở nóng lên. Còn với cuộn cảm thì ngoài tác dụng gây ra hiện tượng tự cảm, nó còn sinh ra từ trường. Còn đối với tụ điện thì ở giữa sẽ có điện trường, giữa hai bản tụ sẽ có điện trường. Tụ điện có đặc điểm là chỉ cho dòng điện xoay chiều đi qua, không cho dòng điện một chiều đi qua. Thầy nói chính xác là không cho dòng điện không đổi đi qua, nhưng nó sẽ cho dòng điện xoay chiều đi qua, và mỗi một mạch chứa R, L hoặc C nó đều có một sự cản trở dòng điện nhất định. Chúng ta sẽ nghiên cứu từng mạch điện một. Với mạch thứ nhất là mạch chứa R, thì khi đó cường độ dòng điện và hiệu điện thế cùng pha với nhau. Còn mạch chứa L chứa cuộn cảm thuần thì hiệu điện thế sớm pha hơn cường độ dòng điện. Còn mạch chứa C hiệu điện thế trễ pha hơn cường độ dòng điện. Chúng ta có các vector như hình vẽ. Thông thường chúng ta để cường độ dòng điện là một vector nằm ngang, còn các vector hiệu điện thế nó có thể nằm ngang hoặc hướng lên hoặc xuống. Vector nào hướng lên thì ta sẽ nói vector đó nó sớm pha hơn. Ta xét từng đại lượng một. Thứ nhất là ta xét về định luật ôm trong mạch chứa R. Mạch chứa R thì điện trở ký hiệu là R, đơn vị là ôm. Ta có định luật ôm trong mạch điện chứa điện trở là I. Ta có thể viết theo giá trị hiệu dụng hoặc cực đại hoặc tức thời đều đúng hết. Nếu như tính theo giá trị hiệu dụng là Y hiệu dụng bằng U hiệu dụng chia R. Nếu viết theo giá trị cực đại là Y0 bằng U0 chia R. Kể cả viết theo giá trị tức thời thì Y nhỏ cũng bằng U nhỏ chia R. Nhưng đối với mạch chứa cuộn cảm thuần thì nó chỉ đúng với giá trị hiệu dụng và cực đại mà thôi. Ta có sang mạch thứ hai, mạch chứa cuộn cảm. Một đại lượng đặc trưng cho sự cản trở dòng điện đó là cảm kháng. ZL bằng L omega và ta vẫn lấy đơn vị là ohm. Vậy đơn vị của cảm kháng giống với đơn vị của điện trở. Còn định luật ohm được viết, chúng ta sẽ thay điện trở bằng ZL thì ta có công thức mới là Y hiệu dụng bằng U hiệu dụng chia cho ZL, hoặc là Y cực đại được tính bằng U cực đại U0 chia ZL. Viết theo công thức nào cũng đúng. Còn viết theo giá trị tức thời là không đúng đâu các bạn ạ. Ta sẽ nói vấn đề tính giá trị tức thời sau. Tiếp theo, tới mạch chỉ chứa tụ điện thì chúng ta có một đại lượng đặc trưng cho sức cản trở đó là dung kháng.
ZC bằng 1 phần C omega, đơn vị là ohm. Từ đây chúng ta có các công thức của định luật ohm là I bằng U chia cho ZC, hoặc tính theo giá trị cực đại là I không bằng U không chia ZC. Nếu ta tính U, tính hiệu điện thế thì ta dùng phép nhân, tính cường độ dòng điện thì ta thường dùng phép chia. Tiếp theo ta nói về công suất. Trong mạch điện chứa điện trở thì mới có công suất, còn các mạch điện chứa L và C thì công suất không có, nghĩa là công suất bằng 0. Công suất của mạch chứa R là P bằng R nhân I bình. Các em lưu ý đây là I tính theo I hiệu dụng. Còn mạch chứa cuộn cảm P bằng 0, mạch chứa tụ điện P bằng 0. Các em lưu ý chỉ có mạch chứa R thì nó mới có công suất, còn mạch chứa L và chứa C thì không có. Ta xét về độ lệch pha. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế, hay nói ngược lại là độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện nhé. Độ lệch pha. Thì với mạch chứa điện trở R thì hiệu điện thế cùng pha với cường độ dòng điện, mà cùng pha thì ta sẽ có phi U bằng phi I. Phi U bằng phi I, hay nói ngược lại là phi I bằng phi U. Phi U bằng phi I. Còn với mạch chứa cuộn cảm thuần thì hiệu điện thế U sớm pha hơn cường độ dòng điện một góc pi trên 2 thì ta nói phi U sẽ bằng phi I cộng pi trên 2. Nhưng có khi ta đi tính cường độ dòng điện thì ta sẽ nhận xét ngược lại là cường độ dòng điện là trễ pha hơn, thì ta sẽ có là phi I sẽ bằng phi U trừ pi trên 2. Chúng ta lưu ý cách nhớ là cái của những cái giá trị phi này, chúng ta cứ nhớ cái dạng ba cái dạng đầu vector kia, thì cứ vector nào quay lên thì nó sẽ sớm pha. Với mạch chứa tụ điện thì hoàn toàn ngược lại, đó là mạch điện chứa tụ điện hiệu điện thế luôn trễ pha, nó quay xuống hơn cường độ dòng điện góc pi trên 2. Vậy ta có phi U trễ là trừ sẽ bằng phi I trừ pi chia 2. Hoặc là cường độ dòng điện sớm pha hơn thì ta sẽ có phi I bằng phi U cộng pi trên 2. Vậy với hai mạch chứa L và C, nói chung là U và I vuông pha với nhau. Vuông pha với nhau thì giá trị tức thời, ta sẽ tính là tính theo một công thức rất đặc biệt, đó là công thức elip. Thank you.
chỉ có mạch chứa L hoặc chứa C thì lúc này ta sẽ có là U vuông pha với Y thì chúng ta có công thức là elip là ta lấy giá trị tức thời bình chia cho giá trị cực đại bình của hai đứa cộng lại thì sẽ bằng 1. Ta lấy giá trị tức thời bình nghĩa là U nhỏ bình chia cho U không bình cộng với bên kia tương tự như vậy là Y nhỏ bình chia cho Y không bình bằng 1. Ý nghĩa như sau này. Nghĩa là hai đại lượng U và Y nó biến thiên theo một đường elip như vậy. Nếu như trục trên, nếu như ở trên này, nếu như trục tung là Y, trục hoành là U, thì chúng ta sẽ thấy ở đây có 4 đỉnh này. Ở đây sẽ có 4 đỉnh. Ví dụ như cái đỉnh số 1 đây, ta đánh dấu bên này. Ở dưới này là U, ở trên này là Y. Thì cái đỉnh số 1, đỉnh A này, ở điểm A này, là khi đó hiệu điện thế U đạt giá trị cực đại, U bằng giá trị cực đại là bằng U0 đó. Thì khi đó cường độ dòng điện Y nó sẽ triệt tiêu, nó bằng 0. Còn điểm B này, đỉnh B này, là lúc hiệu điện thế bằng 0 thì cường độ dòng điện Y đạt giá trị lớn nhất là bằng Y0. Đó. Rồi các bạn coi lại một lượt rồi sau đó chúng ta làm bài tập nha. Khi làm các bài tập này, mạch điện này chúng ta phải đọc và phát hiện ra xem là mạch đó là chứa phần tử nào. Phần tử ấy, tức là chứa điện trở hay là cuộn cảm hay tụ điện. Chứ không phải là phần tử là cường độ dòng điện hoặc là hiệu điện thế đâu nhé. Mạch nào thì nó cũng phải có cường độ dòng điện, mạch nào cũng phải có hiệu điện thế. Còn phần tử ở đây đó là mạch chứa R hay L hay C để chúng ta dùng công thức cho tương ứng. Ví dụ đều là định luật ôm nhưng mà mạch chứa R thì Y bằng U chia R, mạch chứa L thì Y bằng U chia ZL, mạch chứa C thì Y bằng U chia ZC. Thì những mạch chứa L với C ta cứ đi tính Z của nó ra, ZL hoặc ZC cho bài toán các bước như vậy cho nó đơn giản nha. Các giá trị dùng chung như là Y hiệu dụng thì bằng Y0 chia căn 2, U hiệu dụng thì bằng U0 chia căn 2. Vôn kế là đo hiệu điện thế hiệu dụng. Vôn kế là đo hiệu điện thế hiệu dụng. Còn ampere kế là đo cường độ hiệu dụng. Có hai bài toán hay gặp, đó là bài toán viết biểu thức cường độ dòng điện hoặc là viết biểu thức hiệu điện thế. Hiệu điện thế có tên gọi khác là điện áp. Chúng ta có hai bài toán này. Dấu sao thứ nhất đó là bài toán cho biểu thức của U viết biểu thức của Y. Thì chúng ta cần tính hai cái, đó là ta sẽ đi tính cường độ cực đại và tính phi Y. Nếu mạch chứa R thì Y0 bằng U0 chia R. Nếu mạch chứa L thì Y0 bằng U0 chia ZL. Tất nhiên phải tính ZL trước. Còn mạch chứa C thì bằng U0 chia ZC. Còn phi Y thì tính làm sao thì tùy theo. Nếu mạch chứa R thì phi Y bằng phi U luôn. Còn nếu mạch chứa L thì phi Y cũng bằng phi U đã. Rồi sau đó ta trừ đi pi trên 2. Còn mạch chứa C thì phi Y sẽ bằng phi U, ta cộng thêm pi trên 2. Rồi từ đây ta suy ra biểu thức của Y dưới dạng là Y0 cos
omega t cộng phi y. Còn omega chúng ta không cần tính bởi vì omega là tần số góc là chung cho cả u và y rồi. Bài toán số 2 là bài toán ngược lại là cho biểu thức của y, viết biểu thức của u, ta cũng đi tính hai cái, đó là ta đi tính u0 và phi u. U0 ta dùng phép nhân là y0 nhân r. Đấy là nếu mạch chứa điện trở. Còn nếu mạch chứa cuộn cảm thì ta sẽ sửa là y0 nhân zl. Còn mạch chứa tụ điện là sẽ sửa là y0 nhân zc. Còn phi u nếu mạch chỉ chứa r thôi thì phi u bằng phi y. Mạch chứa l thì phi u u sớm pha thì sẽ bằng phi y cộng phi trên 2. Còn mạch chứa c thì phi u sẽ bằng phi y trừ pi trên 2. Tất cả những cái pha này các bạn tốt nhất là nên nhớ bằng cách là dựa vào cái hình vẽ đấy. Mạch chứa r thì u nằm ngang, y cũng nằm ngang. Mạch chứa l, l là lên, là u hướng lên. Mạch chứa c là hướng xuống. Trên đây là toàn bộ các kiến thức của phần mạch chỉ chứa một phần tử. Bây giờ chúng ta bắt đầu chuyển sang phần trắc nghiệm nha. Chúng ta bắt đầu với những câu hỏi dễ nhất trước đó nè. Câu số 1 điền vào chỗ trống, mạch điện xoay chiều chứa, nghĩa là chứa phần tử nào ấy, thì cường độ dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế góc pi trên 2. Cường độ dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế. Vậy mạch này là chứa C rồi. Câu B, cường độ dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế. Cường độ dòng điện Y đây, mà trễ pha hơn hiệu thế. Mạch này chứa L rồi. Câu C, hiệu điện thế sớm pha hơn cường độ dòng điện. Mạch chứa L. Câu D, cường độ dòng điện cùng pha với hiệu điện thế. Mạch chứa R. R là điện trở, L là cuộn cảm, C là tụ điện. Câu 2, trong mạch điện xoay chiều chứa tụ điện, chứa tụ điện là chứa C, thì cường độ dòng điện và hiệu điện thế. Đáp án là cùng tần số với nhau. Câu số 3, trong mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần, cuộn cảm thuần là chứa L, thì cường độ dòng điện hiệu dụng. Chúng ta xây dựng công thức nha. Người ta hỏi là hỏi cường độ dòng điện hiệu dụng nó phụ thuộc vào cái gì. Chúng ta ghi công thức là Y thì bằng U chia cho ZL. Thậm chí bằng U chia cho ZL thì ta viết là bằng L nhân Omega. Mà Omega thì lại bằng 2πf. Dạ là. Chúng ta tiếp theo này. ZL bằng L omega và omega thay bằng 2πf, vậy là bằng L nhân 2πf. Vậy ta thấy cường độ dòng điện tỷ lệ thuận với hiệu điện thế và tỷ lệ nghịch với L và F. Chúng ta chọn đáp án.
Đáp án ở đây là câu D, tỷ lệ nghịch với tần số. Nếu tần số mà tăng gấp 3 thì lúc này cường độ dòng điện sẽ giảm đi 3 lần. Câu số 4. Đoạn mạch chứa cuộn cảm chứa L, đó chúng ta phải đọc để xác định nó chứa gì. Cho biểu thức của hiệu điện thế là pi trên 4 này là phi u. Đề bài bắt tính phi y, vậy ta chép công thức là mạch chứa L thì y sẽ trễ, vậy bằng phi u trừ pi trên 2. Dễ dàng đáp số, đáp án này là câu A. Tiếp theo, ta sang câu số 5. Câu 5 người ta hỏi là trong mạch chứa tụ điện, câu nào đúng? Lần lượt cho dòng điện không đổi. Dòng điện không đổi các em lưu ý là giống như là dòng điện một chiều đấy. Và dòng điện xoay chiều đi qua tụ điện. Thì thầy đã nói rồi, với dòng điện một chiều đấy là nó không đi qua tụ được đâu. Chỉ có dòng điện xoay chiều mới đi qua thôi. Vậy đáp án ở đây đáp án là câu D, bởi vì là cái tụ điện này được cấu tạo bởi hai tấm kim loại phẳng và đặt song song với nhau, cách điện với nhau, ở giữa đó là một cái lớp cách điện. Tụ điện có tác dụng là tích điện và phóng điện, nhưng mà nó lại cho dòng điện xoay chiều đi qua nhé. Tiếp câu số 7. Mạch chứa cuộn cảm thuần là chứa L. Khi dòng điện khi cường độ dòng điện cực đại, tức là giá trị tức thời đấy, khi y tức thời bằng y cực đại đấy, thì điện áp có giá trị bao nhiêu, nghĩa là người ta hỏi u nhỏ đấy, người ta hỏi giá trị tức thời đấy. Với mạch chữ L hoặc C là u với y nó biểu diễn với nhau theo một cái đường elip như vậy. Các bạn nhìn cái đồ thị lúc nãy rồi đấy, nếu y đây u đây, khi y cực đại là nó ở cái đỉnh trên này, khi y cực đại là đỉnh trên này thì u bằng 0. Vậy đáp án là câu B, ứng dụng ở công thức elip đó. Chỉ mạch chữ L hoặc mạch chữ C, nói chung là cái mạch điện nào mà hiệu điện thế với cường độ dòng điện nó vuông pha với nhau đó thì ta dùng được. Câu số 8. Dòng điện dân dụng ghi 220V, nghĩa là đấy là U hiệu dụng và tần số F bằng 50. Ý nghĩa là gì? Đáp án câu C. Hiệu điện thế hiệu dụng 220V, tần số 50 Hz. Câu số 9. Đề bài cho độ tự cảm L, L là độ tự cảm nha, đơn vị là Henry. Câu hỏi là cảm kháng ta có ZL bằng L omega. L bằng 1 phần pi nhân với omega là 100 pi. Các em không nên bấm máy tính cái con cái số đơn giản này, chúng ta bỏ pi đi, đa số bằng 100. Câu B. Ta sang phần tiếp theo, phần số 3. Câu số 10. Đề bài cho mạch chữ R và cho biểu thức của U, vậy ta có U cực đại bằng 200. Vậy các bạn nhẩm được cái U hiệu dụng là lấy 200 các bạn chia căn 2 thì nó sẽ ra 141 hoặc là 100 căn 2.
Vậy tính công suất thì ta đi tính Y hiệu dụng trước đã. Y bằng U chia R. 100 căn 2 chia ra 200, vậy đa số là bằng căn 2 chia 2. Rồi sau đó dùng công thức P bằng R nhân Y hiệu dụng bình. Đa số là bằng 100W. Câu A. Các em lưu ý một số bạn dùng công thức là P bằng U bình chia cho R. Cũng đúng. Nhưng các em lưu ý là công thức này chỉ áp dụng cho mạch chứa R thôi. Chứ lỡ mà mạch chứa RLC nối tiếp thì lúc này nó công thức đấy nó không còn đúng nữa. P bằng RI bình là an toàn nhất. Tiếp theo câu số 11. Cho biểu thức cường độ dòng điện I bằng 2 cos 100 pt, nghĩa là I không bằng 2 đó. Mạch chứa L, bây giờ mình phải tính ZL trước. Cứ có L thì mình dính ZL ra. Bằng L omega, số này rất là dễ, là bằng 100. Bài này viết biểu thức mạch chứa L mà viết U thì mình sẽ tính hai cái là U0 và phi U. Phương pháp vừa ta nói rồi, U0 thì dùng phép nhân Y0 nhân ZL. Y0 là bằng 2, vậy bằng 200. Mạch chứa L thì U nó quay lên nên là U sớm, nên là phi U sẽ bằng phi Y cộng pi trên 2. Mà phi Y thì không có rồi. Vậy đáp án bài này là câu A. Câu số 12 tương tự như vậy. Nhưng mạch chứa C, các bạn nhẩm ZC bằng 1 phần C omega. Cái số này nó sẽ ra bằng 50 nhé. Vậy viết biểu thức của U, ta đi tính U0 bằng Y0 nhân ZC. Y0 là 2 căn 2 nhân với 50 là 100 căn 2. Phi Y mạch chứa C thì Y nó lại sớm pha hơn nhá. Nên ta sẽ cộng thêm pi trên 2. Ta lấy phi U là pi trên 6 cộng pi trên 2. Thầy lộn, mạch này là mạch viết biểu thức của U chứ nhỉ? Vậy thì phi U nhá, U quay xuống. Vậy là bằng phi Y trừ pi trên 2. Vậy đáp án bài này là câu D. Với mạch chứa C là U trễ pha. Tiếp theo sang câu số 13. Mạch chỉ chứa L, mạch chứa cuộn cảm L. Cho L bằng 2000 phần pi mà mili, mili Henry là phải nhân với 10 mũ trừ 3. Mili là nhân 10 mũ trừ 3. Vậy ta có ZL bằng L omega lấy 2000 phần pi rồi nhân 10 mũ trừ 3 trước đã. Rồi nhân với omega là 100 pi, mất pi đi. Đáp số bằng 100. Tính cường độ hiệu dụng. Các bạn có thể nhìn cái biểu thức của hiệu như thế, nó có căn 2 thì mình xóa nhẹ căn 2 đi thì đấy là thành U hiệu dụng. Vậy là ta có U hiệu dụng là bằng 200 rồi. Ta dùng công thức Y hiệu dụng bằng U hiệu dụng chia cho ZL. Vậy đa số là câu A bằng 2A. Đây cũng chính là số chỉ của ampe kế. Câu số 14. Tương tự như thế, chúng ta sẽ đi tính ZC. Chúng ta cứ chịu khó bấm nhiều thì chúng ta sẽ quen. Một phần C omega, cái này nó sẽ ra bằng 50 đấy. Rồi Y biểu thức như vậy, chúng ta xóa cái căn 2 đi là thành Y hiệu dụng bằng 2 rồi. Vậy ta có U hiệu dụng bằng Y hiệu dụng nhân ZC. Đa số bằng 100. Câu B. U dùng phép nhân.
Nếu tính theo giá trị hiệu dụng thì hiệu dụng hết, cực đại thì cực đại hết. Câu số 15, cho tụ điện, cho biểu thức hiệu điện thế và viết biểu thức cường độ dòng điện. Mạch chứa C thì nó như vậy, là I nằm ngang, U quay xuống. Vậy là I sớm hơn U rồi. Bài này các bạn có thể làm nhanh, các bạn kiểm tra phi, các bạn đoán được luôn đấy, là mạch này là Y sớm hơn U, nên cái pha của Y chắc chắn nó phải lớn hơn pha của U, nên là có thể chọn ngay đáp án là câu C. Với những ai chúng ta làm nhanh, chúng ta đoán được đáp án C luôn thì ta không giải nữa. Câu 16. Công thức elip là Y nhỏ bình chia Y không bình, U nhỏ bình chia U không bình cộng nhau bằng 1 thì không thể áp dụng cho mạch nào. Cái công thức này chỉ áp dụng khi U và Y là vuông pha với nhau. Thế còn mạch chữ R là nó cùng pha là không áp dụng được. Nên đáp án là câu A. Câu số 17. Mạch chứa phần tử nào? Nghĩa là người ta hỏi là mạch này chứa R hay là mạch chứa L hay là chứa C ấy mà. Với cái biểu thức hiệu điện thế pha của U bằng 0, còn pha của Y là bằng trừ pi trên 2. Rõ ràng là U sớm pha hơn. Phi U bằng 0 nhưng mà phi Y này bằng âm mà. Vậy là phi U lớn hơn phi Y, là ta nói là U sớm hơn, U nó sẽ quay lên như thế này này. Đã. Vậy là chắc chắn là mạch này chữ L rồi. Nếu như mạch chữ L thì chắc chắn đáp án là câu B, chúng ta không cần giải nữa bởi vì là chỉ có câu B là có ZL thôi. Còn nếu không thì ta dùng công thức là Y không bằng U không chia ZL. Vậy suy ra ZL bằng U không là 400 chia Y không là 2. Vậy đáp án câu B. Câu số 18. Tương tự như vậy thì các bạn thấy là phi U bằng trừ pi trên 6, phi Y là bằng cộng pi trên 3, và là Y sớm hơn rồi. Chắc là nó sẽ sớm hơn pi trên 2 thôi. Các bạn thử lấy hai cái pha của nó trừ đi nhau mà xem. Các bạn thấy là phi Y là bằng dương pi trên 3, phi U bằng âm pi trên 6. Vậy rõ ràng là Y sớm hơn U một góc pi trên 2 rồi. Nên là mạch này là mạch chứa C. Chứa C, vậy đáp án là ZC. Còn nếu không thì chúng ta sẽ dùng công thức là Y không bằng U không chia ZC. Vì này, Y sớm pha hơn U góc pi trên 2. Còn kiểm tra có đúng pi trên 2 hay không thì các bạn lấy pi trên 3, các bạn trừ đi âm pi trên 6 thì sẽ ra là bằng pi trên 2 thôi. Tiếp theo, ta sang câu số 19. Bài hôm nay lý thuyết thì nó ít nên là chúng ta có nhiều thời gian để chúng ta làm những bài tập này. Cho tiếp này. Dòng điện xoay chiều cho biểu thức của U và Y, tính hiệu điện thế tại thời điểm cường độ dòng điện bằng căn 3. Vậy là bài này cho U nhỏ, bắt tính U nhỏ nhé. Biết Y nhỏ bằng căn 3 rồi. Cách thứ nhất là ta cho Y nhỏ bằng căn 3 vào phương trình của Y, là các bạn tính giải ra thời gian T, rồi sau đó ta ném cái thời gian T đó vào đây thì ta sẽ tính được U tức thời. Đấy là một cách. Còn cách số 2 đó là các bạn nhận xét thấy là Y hình như nó sớm pha hơn U một góc pi trên 2 đây này. Vậy rõ ràng là các bạn thấy là U vuông góc với Y. Cách 2 nhé, là U vuông góc với Y. Vậy ta dùng elip là lấy U bình chia cho U không bình là 400 bình cộng với
y bình, y nhỏ đấy là căn 3 bình phương chia ra y không bình là y không bằng 2 bằng 1. Các bạn giải Simpson thì sẽ ra giá trị u sẽ bằng 200. Vậy đáp án câu A. Đây là thầy giải theo cách 2. Thầy nhắc lại, cách 1 chúng ta có thể cho cái y biểu thức của y này cho bằng căn 3 thì các bạn sẽ tính được cái cos của 100 pi t cộng pi trên 3 đó sẽ bằng căn 3 trên 2. Căn 3 trên 2 thì nó sẽ là cos của pi trên 6. Ta lấy một nghiệm thôi là pi trên 6 đi. Thì ta sẽ giải được t, nhưng mà lúc này nó này có cái vấn đề mâu thuẫn là lúc này t ra số âm đấy. Thôi cũng không sao cả. Rồi sau đó ta đưa vào trong cái biểu thức của u thì bấm nó sẽ ra giá trị của u. Có thể là ra âm 200V hoặc dương 200V đều được nha. Với những cái mạch với dòng điện xoay chiều thì thường ta chỉ quan tâm đến độ lớn của nó thôi. Câu số 20. Tính cường độ dòng điện tại thời điểm T bằng 2021. Vậy chưa có biểu thức cường độ dòng điện thì giờ mình lập nó ra. Giờ trước hết mình phải lập được biểu thức cường độ dòng điện đã, rồi sau đó ta thế T vào. Trước hết ta đi tính ZC bằng 1 phần C omega là bằng 100. Muốn viết biểu thức của Y thì ta cần phải tính Y0. Y0 bằng U0 chia ZC, vậy là bằng 2. Phi Y mạch chứa C thì Y sớm pha, vậy phi Y bằng phi U cộng Pi trên 2. Vậy cuối cùng ra là phi y bằng 0. Suy ra biểu thức y bằng 2 cos 100 pi t. Rồi mình thay cái t này vào đây. Rồi sau đó bấm. Đáp số bằng 2 phải không em? Đáp số bằng 2, máy tính để radian nha. Tiếp theo, câu số 21. Mạch chứa cuộn cảm, tức là mạch chứa L, khi cường độ là 2, khi là đấy là giá trị tức thời đấy, đó là Y nhỏ bằng 2. Thì hiệu liên thế là U bằng 400 căn 3. Lại một cái khi nữa này. Vậy thì cái giá trị này thì gọi là Y1 đi, thì đây là U1 đi. Rồi tiếp theo, khi Y2 bằng 2 căn 3 thì U2 bằng 400. Bây giờ người ta lại hỏi một cái khi nữa này. Khi Y3 bằng 4 thì U3 bằng hỏi chấm. Mạch chữ L thì chắc chắn là UY nó sẽ biến đổi theo một cái công thức tức thời là công thức elip rồi. Các bạn thấy những số đẹp này thì nếu ai làm quen thì các bạn sẽ đoán ra là y cực đại sẽ bằng 4 đấy, còn u cực đại sẽ bằng 800 đấy. Nếu ai chúng ta tính nhiều lần chúng ta sẽ quen những cái số này. Nhưng bây giờ chúng ta giải thì tính sao nha. Chúng ta sẽ giải để ra cái giá trị cực đại của hai đứa đã. Bây giờ chúng ta dùng công thức elip nha. Cho dùng công thức elip hai lần. Công thức elip là y nhỏ chia y không bình cộng u nhỏ chia u không bình bằng 1 đấy mà. Thì chúng ta có hai phương trình sau. Phương trình thứ nhất là y nhỏ là 2 bình. 2 bình là 4 đấy. 4 chia y không bình. Cộng với 400 căn 3 tất cả bình chia u không bình bằng 1.
Tiếp theo cái elip lần 2 này, khi cường độ dòng điện là 2 căn 3, 2 căn 3 tất cả bình là bằng 12 đấy, chia y không bình cộng với u là 400 bình, chia u không bình bằng 1. Cái phương trình này nhìn có vẻ rối, nhưng mà chúng ta có thể mình đặt khéo một chút là các bạn đặt x bằng 1 phần y không bình, còn y thì bằng 1 phần u không bình, thì các bạn có thể bấm máy được ngay. Đó là các bạn nhập giả hệ phương trình là a bằng 4, b bằng 400 căn 3 tất cả bình, c là bằng 1. Phương trình số 2 là a bằng 2 căn 3 tất cả bình, b bằng 400 bình, c bằng 1. Rồi sau đó giải thì cái x ở trong máy tính đấy chính là 1 phần y không bình. Hình như cái số x đấy nó sẽ là bằng 1 phần 16. Còn cái số y kia thì nó cũng bé lắm. Y kia nó là 1 phần 64.000. 1 phần 640.000. Thì các bạn sẽ suy ra được đó là y không là bằng 4, u không bằng 800. Sau đó ta mới giải cái khi thứ ba này. Người ta hỏi khi y nhỏ bằng 4 thì u nhỏ bằng bao nhiêu, thì ta dùng cái công thức elip cuối cùng, đó là u 3 bình chia cho 800 bình cộng với 4 bình chia cho y không cũng là 4 bình luôn bằng 1. Vậy 4 bình chia 4 bình là bằng 1 rồi, vậy thì u 3 lúc này sẽ bằng 0. Với bài này giải hơi dài như vậy, nếu như chúng ta chưa làm quen bài này thì chúng ta giải hơi dài và nó toán nào toán học nó hơi hơi nặng xíu. Rồi xong câu 21 nhá. Các bạn có thể lấy nháp ra, chúng ta làm lại, chúng ta dừng hình lại rồi cho chúng ta nháp. Câu số 22. Chúng ta làm thêm hai câu nữa nha. Mạch này là chứa cuộn cảm, mạch chứa cuộn cảm là chứa L đó. Ban đầu dùng dòng điện là hiệu điện thế U, tần số F thì cường độ dòng điện Y là bằng 4. Hỏi hiệu điện thế bây giờ là 2U, từ U mà thành 2U, nghĩa là U tăng 2 lần. Từ F bây giờ tăng thành 4F thì cường độ dòng điện mới là bao nhiêu? Chúng ta cứ đi tìm công thức đã thì mới biện luận được. Y bằng U chia cho ZL, nhưng mà biến đổi làm sao để xuất hiện cả F nữa nhỉ? Là bằng U chia cho L nhân Omega, Omega trở thành 2PF. Vậy ta thấy là cường độ dòng điện tỷ lệ thuận với hiệu điện thế, nhưng mà tỷ lệ nghịch với tần số. Lúc đầu hiệu điện thế là 1U, về sau là 2U, nghĩa là U tăng 2 lần. U tăng 2 lần thì Y cũng tỷ lệ thuận lên tăng 2 lần. Về sau tần số lúc đầu là 1F, về sau 4F, nghĩa là tần số tăng 4 lần. Tần số tăng 4 lần thì cường độ dòng điện tỷ lệ nghịch nó sẽ giảm 4 lần. Chung quy lại là lúc đầu cường độ tăng 2, về sau tăng 4, vậy là Y sẽ giảm 2 lần. Vậy từ 4 ampere giảm 2 lần thì đáp số câu A còn 2 ampere. Ta lý luận theo kiểu tăng giảm như vậy. Tiếp theo, câu cuối cùng, câu 23 nhé. Đặt dòng điện xoay chiều có hiệu điện thế U, tần số F vào hai đầu của tụ điện thì cường độ là 4.
Nếu đặt dòng điện không đổi, các em lưu ý dòng điện không đổi là dòng điện một chiều nha. Có hiệu điện thế 2U vào tụ điện thì cường độ bao nhiêu? Các em lưu ý là nếu như mà có một cái tụ điện như thế này và nối với một bóng đèn chẳng hạn, rồi sau đó nối với một cái pin hoặc cái quy là đây, đây là dòng điện một chiều đấy, một chiều đấy, thì bóng đèn này nó sẽ không sáng đâu. Lý do là cái dòng điện một chiều này nó không đi qua tụ điện được nên là đèn không sáng, mạch nó bị hở rồi. Đây là câu hỏi người ta lừa thôi. Nếu dùng dòng điện không đổi thì không thể chạy qua tụ điện được nên đáp số là câu A là cường độ dòng điện bằng 0. Cường độ dòng điện bằng 0. Bài học hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào các em. Chúc các em học tốt. Các em có thể làm các câu còn lại. Chúng ta có thể tự làm những câu còn lại nha.